Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Richard muốn chia sẻ với các bạn một chai nước hoa thuộc bộ sưu tập City Exclusive của nhà Le Labo. Đó là chai M55. Thì ấn tượng đầu tiên của Richard sau khi mới vừa xịt đó là mùi hương đem lại cảm giác vintage cổ điển, giống với nhiều chai nước hoa đã được làm ra trước đây, nhưng mà được Le Labo tái hiện lại thông qua những cái hương liệu cao cấp mà họ đang sở hữu. Thì mở màn mùi hương này nó hơi tối, đến từ mùi hoắc hương patchouli á, đi kèm với lại mùi hương gia vị cây nồng, giống như là mùi đinh hương hay là mùi thì là ba tư gì đó. Thì sau đó khoảng chừng 10 phút sau khi xịt á, thì lúc này bắt đầu có sự xuất hiện của hai nốt hương khác mà rất là quen thuộc, đó là mùi hoa lài và xạ hương. Thì tại sao đứa trẻ lại nói hai nốt hương hoa lài và xạ hương nó lại quen thuộc? Là bởi vì trong quá trình trải nghiệm á, hai nốt hương này nó đi chung với nhau, làm cho đứa trẻ nhớ đến một chai nước hoa mà đứa trẻ cũng rất là yêu thích, đó là danh nhà Florentine Iris. Các bạn đừng có hiểu lầm Richard nói M55 của Le Labo giống với lại danh nhạc Florentine Iris. Ý của Richard á, là hai nốt hương hoa lài và xạ hương ở trong hai chai nước hoa này nó rất giống nhau. Lý do đơn giản lắm các bạn. Cả hai thương hiệu này á, nó đều dưới trướng của tập đoàn Estée Lauder, cho nên thành phần hương liệu nó mới giống nhau đến như vậy. Ok, tóm tắt lại mùi hương của chai nước hoa này thì Richard có ba chữ cái, đó là PMS, tức là patchouli, musky và spicy. Mùi hương nó được làm theo phong cách cổ điển dành cho nữ. Đối với đứa trẻ á, thì mùi hương nó có phần chững chạc chứ nó không có trẻ trung. Đứa trẻ hình dung trong đầu đó là hình ảnh của một người phụ nữ trên 40 tuổi, yêu thích những chai nước hoa có tông mùi hương tối, nữ tính, cổ điển. Nếu hỏi Richard mùi hương có sexy hay không thì Richard xin trả lời là có các bạn. Nhưng mà không phải tuyệt đối 10 trên 10 điểm mà cỡ khoảng 7 trên 10 điểm về mức độ sexy hấp dẫn thôi. Ok, bây giờ tới phần chấm điểm á, thì mức độ yêu và ghét á, thì luôn cả phần điểm đặc biệt á, thì Richard chấm 4 trên 5 điểm cho cả hai. Đối với Richard á, thì Richard cũng thích ngửi cái mùi hương này, nhưng mà Richard không có thực sự mê nó. Cái mùi hương này á, nó được làm ra rất là mượt, rất là sexy, quyến rũ các bạn. Nó không có một điểm gì mà để cho Richard phải chê đó. Nếu mà các bạn hỏi Richard là có nên mua chai nước hoa này hay không, thì lời khuyên chân thành nhất của Richard dành cho các bạn đó là đây là một chai nước hoa có mùi hương đẹp, đáng để sở hữu. Tuy nhiên giá tiền nó quá cao đi, cho nên các bạn cần phải cân nhắc thật kỹ trước khi mua. Và tuyệt đối các bạn không nên blind buy. Đó. Richard nói là Richard thích không có nghĩa là các bạn cũng sẽ thích. Đó. Nếu mà các bạn hỏi chai này là nam xài có được hay không, thì theo như Richard nha, cảm nhận của Richard thì mùi hương M55 này tốt nhất để cho mấy bạn nữ xài nó sẽ hợp hơn. Đó. Mùi hương nó kiểu nữ tính, nó cổ điển, phù hợp với lại chị em phụ nữ trên 40 tuổi xài nó sẽ hay hơn. Giá tiền Richard chấm 2 trên 5 điểm, lưu hương 5 trên 5. Tỏa hương 3 trên 5. Thì tổng số điểm của chai nước hoa này Richard chấm là 3.6 trên 5 điểm. Ok, kết luận của Richard á, thì Richard liệt kê cái mùi hương này vào thang điểm good là tốt. Mùi hương nó được làm ra rất tốt, mặc dù mùi hương nó rất là sexy, hấp dẫn Richard. Tuy nhiên cái mùi hương của nó vẫn còn thiếu một chút gì đó khiến cho Richard không thể bỏ vào phần excellent được các bạn. Có thể mùi hương này á, nó thiếu cái điểm nhấn để cho giống như cái mùi hương nó trở nên đặc biệt hơn. Đó, ngửi thì thấy thích nhưng mà chưa thực sự gây ấn tượng mạnh để mình phải nhớ mãi. Nó không phải giống như kiểu Emoise Guidance là các bạn ngửi một lần là các bạn bị mê hoặc ngay. Đó. Sau đó trong đầu các bạn cứ nghĩ, suy nghĩ hoài về cái mùi hương đó, kiểu giống như là mình cần đến nó trong cuộc sống của mình. Còn mơ 55 á, thì kiểu giống như ok, nó cũng hay đó, nhưng mà không phải kiểu mình cần phải có cho bằng được. Có cũng được, không có cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Đó. Thì đó là tất cả những gì Richard muốn chia sẻ với các bạn về chai Le Labo M55 này. Richard không khuyến khích các bạn fly by, nhưng mà nếu mà các bạn có cơ hội gặp được cái mùi hương này thì các bạn nên thử cho biết thôi. Nếu ngay tại thời điểm này các bạn chưa kiếm được sample của chai nước hoa này thì các bạn cứ lưu lại cái video này, sau đó các bạn khi mà các bạn gặp được cái mùi hương này các bạn mở lên lại xem
để so sánh với lại cảm nhận của các bạn. Đó, Richard làm video review nước hoa với mục đích là để giúp cho cộng đồng người Việt Nam của mình có thêm một cái nguồn thông tin để tham khảo. Đó, ok, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ channel của Richard. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Chào tạm biệt.